ám ảnh, chân thật, choáng ngợp, bị bóp nghẹt, xuất sắc. Rõ ràng ba đang thiếu nợ xã hội đen, có đúng hay không? Đúng. Thảo giờ sáng mai nếu tao không trả hết nợ thì tụi nó giết tao đó. Phim truyền tải quá thật, đặc biệt là những gia đình miền Nam, thấy được một cái khung cảnh gia đình ở trong cái bộ phim luôn. Mình ấn tượng khá là nhiều về hình ảnh, nội dung của nó. Ấn tượng với cốt truyện của cái phim này, nó rất là đời thật. Nó giống như những cái câu chuyện mà trong cái thực tế mà nhiều gia đình cũng từng mắc phải. Từ chuẩn xác nhất để có thể miêu tả được cảm giác khi mà trực tiếp xem phim đó là bị bóp nghẹt, sốc, kịch tính, cảm động, gay cắn, đồng cảm. Ở rạp thì những cái yếu tố về ánh sáng nó sẽ giúp tiệm cận hơn với lại bối cảnh. Nó làm cho mình có cảm giác như mình đang ở trong cái không gian đó của phim. Ra rạp thì phim cũng sẽ sống động, âm thanh cũng sẽ sống động hơn, hình ảnh sắc nét hơn nữa. Vấn đề âm thanh ở rạp nó sẽ làm cho mình nhập tâm hơn. Và khi mà xem nó tối ở rạp thì mọi thứ nó gọi là áp phê hơn hẳn luôn. Xứng đáng được 8 trên 10 ạ. Tầm 9 trên 10. 8,5. Mình nghĩ là 9 trên 10. Cốt truyện thì em chấm 9 điểm. Em thì em chấm cốt truyện 10 điểm luôn. Mình sẵn sàng đi xem lại một lần nữa. Ôi, mình ghiền lắm, mình mê lắm. Thế em nghĩ là em sẽ đi cùng bạn để xem một lần nữa. Mình nghĩ là mình sẽ không đi coi một lần nữa. Tại vì mình đã đắm chìm cho nó quá lâu để mình có thể thoát ra được. Nhưng mà mình sẽ gợi ý cho bạn mình đi coi. Tại vì ở lứa tuổi tụi mình hoặc là những người xung quanh mình có thể là sẽ muốn một lần thử xem phim này. À mọi người ơi, mình đã xem bộ phim này 2 lần rồi và lần thứ 3 nhất định mình sẽ đi xem, và mình hy vọng là mình sẽ được gặp được mọi người ở trong rạp phim của mình nha. Những bạn nào mà chưa xem Đêm Tới Rực Rỡ thì hãy ít nhất ra rạp xem một lần. Đi coi phim đi. Hứa, hay, áp phê, không xem uổng lắm á nha.